Ba lưu ý khi chọn dây xịt mà hầu hết các nhà bán hàng đều không muốn anh chị em biết. Đầu tiên khi chọn dây xịt, anh chị em nên chọn những cái dây xịt của các thương hiệu uy tín trên thị trường để đảm bảo an toàn cho gia đình nhà mình. Đấy. Thì trên thị trường hiện nay thì chủ yếu có 3 loại dây xịt chính. Loại đầu tiên đó là loại dây xịt nhựa như thế này anh chị em ạ. Thì dây xịt này về độ đảm bảo về thẩm mỹ thì rất là ok, độ dễ dàng vệ sinh. Đấy. Tuy nhiên thì dây xịt dạng kiểu như này thì mùa đông nó sẽ hơi cứng, cho nên là khi anh chị em sử dụng về mùa đông thì sẽ khó khăn hơn. Loại thứ hai nó là dây xịt mà anh chị em hay thường gặp, dây xịt loại inox như thế này, anh em nhìn thấy chưa ạ? Đây ạ, loại dây xịt này thì có một cái ưu điểm nó là rất là mềm, đúng không ạ? Và thứ hai là chịu được áp lực tương đối lớn, nhiều lớp khác nhau, cho nên là cũng rất là an toàn. Tuy nhiên loại này có một cái nhược điểm đó là anh chị em nhìn thấy chưa ạ? Nó có các cái khớp này chưa ạ? Anh chị em dùng sau một thời gian thì nó sẽ bám bẩn vào, sẽ khó vệ sinh hơn, và dây xịt này thì rất dễ bị xoắn, thì sẽ dễ bị gây ra các cái hiện tượng là đứt, gãy, lứt hoặc là vỡ dây xịt. Đó là cái nhược điểm của cái dây xịt này. Loại thứ ba đó là dây xịt chất liệu PVC, nhưng mà chất liệu này thì nó có một cái ưu điểm là dây rất là trơn, nhẵn, cực kỳ dễ dàng vệ sinh. Và thứ hai là cái chất liệu tạo lên này thì là dây này được tạo cấu thành từ 6 lớp khác nhau. Các cái lớp cấu tạo nên cái dây này rất là an toàn cho anh chị em, các cái loại chịu lực, chịu nhiệt khác nhau anh chị em nhá. Đấy. Thì hiện nay thì cái loại dây này đang là cái dây có chất lượng cao nhất trên thị trường. Tuy nhiên nhược điểm của nó thì giá thành nó sẽ cao hơn so với các loại dây còn lại một chút. Đấy. Thì anh chị em hãy tùy vào điều kiện thực tế của nhà mình nhá, anh chị em sẽ lựa chọn cho mình một cái sản phẩm nó phù hợp nhá. Đấy. Hãy follow kênh của Kido Home để có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái mẹo vặt hay hơn đang chờ đón anh chị em trong kênh của Kido Home nhá.